ta vậy má? Con yên tâm, ba nhận được thư chắc chắn sẽ tới. Thi đua võ thuật thiếu niên năm thứ 18 bắt đầu. Được rồi, biết rồi. Đừng nói nữa. Alo, anh hai á? Cũng vậy đi, đã trễ 20 phút rồi, không có thấy mặn nào hết vậy. Chờ tình đó cũng được, chắc chắn có người tới. Chờ tôi có phải không? À, chờ anh chứ. Tôi hứa với con của tôi là hôm nay đi coi nó biểu diễn. Mày đó nha, vừa đủ mọi lý do hết. Ờ, tôi được rồi, đừng có nói thêm nữa. Chờ thêm 5 phút nữa mà không có thấy ai, tôi không chờ nữa đâu. Mày là anh hai hay tao là anh hai đây? Thằng con của mày biểu diễn có gì nữa coi. Mày không nghe lời tao hả? Đánh gầy giò mày giờ. Được rồi, đừng có nói thêm nữa. Nhìn có người tới rồi. Nhớ nha, hàng dàn người ta đã lấy hết, mày không làm xong coi chừng tao giết mày đó. Sao tối qua mày đi đâu á tính gì? Mày nói ai nói chuyện cẩn thận nha mày. Làm đẹp đương nhiên là chậm, xuống hàng tốt đương nhiên phải cho thêm thời gian chứ. Nè, hộ chiếu của anh đầy đủ ở đây nè, anh coi đi nha. Cái này là của Anh Quốc, còn cái này á là của Nam Mỹ Châu, toàn là hàng tốt không đó. Tôi muốn cho 5 cuốn nữa, bao nhiêu cũng được, tiền đâu? Vĩ đó của mày, tiền của tao. Mẹ mày chơi gian. Má, bây giờ bắt đầu rồi, sao ba vẫn chưa tới chị? Gió nha. Ủa, đi đi. Cái gì đó? Người đầu tiên được nhà chúng ta đặt bụng tôi. Chương trình cuối cùng là thi đấu chung kết, do Động Động chiến đấu với Củng Cố. Con à, chạy mau.
đừng quay lại nha. Chạy mau. Đừng làm bẩn nha. Nè, đừng làm bẩn nha. Giống mày chán sống rồi hả? Đại ca, xin đừng nha. Con rồi, con biết sao không? Má ba đâu? Ôi, đi à, tưởng là đồng giỏi nha. Bây giờ ta đi học, nhớ đi nha. Thôi đi. Thôi đi mà, đã phát đi lực lượng ra rồi. Thành tích còn ngang hàng với ba đó. Thôi ra tập mấy cái mày làm cái gì chứ mệt thôi. Điều khiển hô hấp tốt cho sức khỏe con người, giảm tiêu hao dưỡng khí trong máu. Vậy thì sao chứ? Má, dưỡng khí ít mới giữ được thân thể bình thường. Dù cho là trời lạnh hay là chìm xuống lầu dưới nước cũng không sợ nữa. Giống như là Đông Miên vậy đó. Đông Miên? Con là cô ếch, là con rắn. Con rắn? Con rắn lười biếng. Thôi vô sáng. Dạ, ăn sáng. Tôi đã quên rồi, hẹn những người ta, đưa áo cho tôi. Ba. Ba hứa với con đi nhận giải thưởng công dân tốt mà. Mà đã biết chỗ rồi, mà cố gắng tới sớm rồi. Ta đừng quên nha. Cẩn thận nhanh. Ba, một lát giờ ba tại sở công an, không gặp không về. Quá là giỏi thiệt. Nó cho anh tới 10.000 đó. Nó cứ nói là giải thưởng này anh cũng có phần. Nó giận anh cũng phải. Tại vì nhà mình không có hình gia đình. Nè, con nhận ba hả? Không thích ba hút thuốc hả? Bây giờ ba không hút nữa. Ba nhớ nha. Mẹ con trai mà. Nói là phải làm. Nói là làm. Thưởng cho ba cái này đó. Ăn ngon chứ hả? Xe tới rồi, chúng ta lên đi. Sao không mở cửa? Đi phía sau lên. Cái gì sao? Cái gì đông quá vậy hả? Nè, nó tặng cho con cái này nha. Bây giờ. Wow, má ơi, là đồng hồ chuyện mới nhất cho má. Ừ, coi chừng đó. Má, má coi nè, ba tặng con chiếc đồng hồ đẹp quá. Má coi thử coi. Để ba đeo chưa? Không đeo, con sợ bị làm chày. Có sao không vậy? Không có gì. Ngày mai đi chích đi. Đi bệnh phải đi khám bác sĩ chứ. Tôi khỏi đi. Đi bệnh nhất định phải đi khám bác sĩ chứ. Anh biết chích một lần bao nhiêu tiền không? Giờ này ở ngoài mua bán mình kiếm được một chút tiền. Ngày mai đi chích đi. Nè ngồi đi. Cảm ơn chú. Má nó ngồi đi má. Cảm ơn. Má, kiến ở đây chỉ làm kênh thôi. Đi đâu cái mình nhiều kiến vậy? Con và thằng Mập phát hiện ra một chỗ thiệt là kính. Mấy con kiến nơi đó vừa lớn vừa mập nữa để cho má chữa bệnh. Vậy thì bệnh của má con nhiều con đó. Dạ. Giải thưởng của con đã cho thằng Mập nó coi. Cố à, đi. Cố, đi đi. Mày chuyện quá, thôi đi về. Chắc là nó chưa làm hết bài bị má của nó bắt về đó.
Má, tối nay mình đi đâu ăn? Cô bây giờ chỉ biết ăn thôi. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi chỉ là kiếm gái thôi. Bạch Phiến đâu phải của tôi, của con đĩ đó mà. Tôi phải kiếm luật sư. Đi, mở lên, nói nhiều làm gì? Tôi muốn luật sư, tôi muốn luật sư. Quên, ông đưa tôi đi đâu? Đi, mở lên. Quên, tại sao đánh người ta chứ? Quên, tôi kiếm gái thôi mà, kiếm gái cũng bị tội sao? Đừng nói nhiều. Ôi à, á, ôi à. Thằng bọn kia là gì? Nó không là ai, nhưng mà đại ca của nó là phó quan, không phải là vừa đâu. Bây giờ phái mày đi Hồng Kông trà trộn vào tổ chức của tụi nó, để quan sát và giữ báo cáo, còn lại để cho chính phủ Hồng Kông lo, biết chưa? Công trưởng, tôi không muốn làm tay trong nữa đâu. Giờ con của tôi cả ngày bị người ta nói xấu đó. Chỉ là 3 tháng thôi mà, anh có thể chính thức trở về biên giới. Chúng ta đã có mấy ngàn người vào Hồng Kông rồi, với mục đích bình yên quá độ, thịnh vượng yên ổn. Tối nay mày và nó cùng phòng, tao sẽ sắp xếp cho tụi bay thuận lợi trốn ra ngoài. Chuyện gì? Đừng lớn lên hả? Cứu tao với! Chuyện gì? Cứu đi! Làm gì đó? Này, bộ anh có vợ con rồi hả? Rồi, vì tại sao anh nóng nảy quá vậy? Nếu là tôi cũng làm vậy thôi. Ba đi đâu? Hỏi cũng không.
không cho, lại không biết khi nào anh mới về. Thế anh làm như vậy đó hả? Con anh đâu có phục. Về kiếm cơ nào nói với nó đi. Hứa sẽ đem ba cháu về đây. Chú không có quà gì à. Cái này tặng cho cháu nè. Đừng có về nhân đó. Rẻ tiền thôi mà, làm cho con nít thấy vui thôi. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Ngoan, ngoan lắm à. Chú sẽ trở về mau thôi à, yên tâm đi à. Ba. Đi về. Bye bye nha. Thì à, tốt quá còn ở đây nữa. Tôi chịu hết nổi rồi. Mai mốt nếu mà con tôi được hoan vậy hả, chết tôi cũng chịu đó. Không không không, nó đầy quá. Hay chứ mình tôi vô duyên quá đi. Anh à, cho anh đó. Cái này bao nhiêu vậy? 11. Vê, còn có cái gì nữa? Anh gói lại giùm tôi đi, có tiền mà. Ngày mai dẫn tôi đi gặp đại ca có phải không? Yên tâm đi, có tôi ở đây mà. Sao đây, thích cái nào? Hay là ngày mai tới đi cướp mẹ hết? Thì thế. Vê, người đẹp, đi làm hả? Đủ đi. Hey, thích con nào á, tới cướp mẹ nó vậy? Các anh em, bây giờ tôi có 1 triệu bạc. Ngày mai mua chất nổi với tuần ngoại quốc. Cái này là phát minh mới nhất. Luôn cả cái máy khám kim loại của sân bay cũng kiểm tra không ra. Nhưng mà tôi có 1 triệu muốn hỏi. Là tao không muốn trả tiền, nhưng mà tôi muốn lấy hàng. Có cách nào không? Nói đi. Chụp người ta. Mai mốt nữa tôi bay được ăn cơm nữa. Điện cúp nè. Quý hả? Mày được làm bộ suy nghĩ ra chuyện. Dạ có. Đại ca, tôi có một cách hay lắm. Sáng sớm ngày mai chờ ngân hàng mở cửa rồi, chúng ta hãy xông vào làm một chuyến thì cái gì cũng có. Tao nói chắc nổi mày nói đến cướp của tao hả? Quý hả mày? Đại ca, xin lỗi nha, không phải tôi có ý đâu. Đại ca, cứu tôi với. Đại ca, đại ca, xin đừng có đả bắn tôi. Mày chịu chơi sẽ không? Nghĩ tức là mày đã nghĩ ra. Nói. Đại ca, đừng có lúc giao dịch, chúng ta đừng có lộ diện. Dùng tên ngang cướp hàng của tụi nó vậy thì phải đưa 1 triệu. Đúng đúng, hồi nãy tôi cũng nghĩ vậy đó. Cho tôi lên đi, giờ tôi nghĩ ra mà. Tụi nó không có đề phòng mình sao? Đại ca một người đi nhận hàng. Giờ sao nữa? Thắm xong hàng rồi anh vẫn đưa tiền cho tụi nó thả lỏng tinh thần. Cứ làm bộ đến cướp, cướp luôn cả hàng và tiền về. Mày cứ cho thằng cướp nữa mà. Được bán chiếc này. Những người mang lựu đạn như đó thì nó có số vô dụng thôi. Đừng có ai muốn chết cả đám. Được rồi, vậy tôi giao cho mày đi lựu đạn. Nghe đây, ngày mai giao dịch lấy được tiền là tất cả ngày. Thằng dĩ bọc phía sau, tao sẽ cho mày 1 chiếc xe. Cẩn thận nha. Tôi đã chờ anh 5 năm, không ngờ anh về nói làm thủ tục di dân. Anh đâu có thích gì dùng, mục đích là cho bảo qua bệnh thôi. Con bảo biểu, vợ của anh nói là anh giống con chùa. Vậy sao anh giống thằng đó?
về người bang xin lộng 200 đó. Cảm ơn cô. Cảm ơn anh. Hey, hello. 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 Đừng có đợi chỗ này của tôi. Chào. Hello. Hey. Hello. Ngồi đi. Bạn giỏi chứ? Cảm ơn. Làm việc nè. Bằng gì phải long trọng như vậy? Tôi đến trong phần thôi. Người ta nói anh là nhân vật nguy hiểm. Người nào cũng nói là anh thích anh chuyện lắm. Quầy, giờ làm việc tới đây nói chuyện, nghĩ gì cũng tới đây nói chuyện. Đã nói bao nhiêu năm nay rồi, vẫn chưa nói xong hả? Được rồi. Chân hậu thật, không sợ đội quan tuyến hả? Dên nhìn. Ok. Anh bạn, mai mốt kiếm vợ bé, nhớ là đừng có kiếm mấy con ốm nha. Xấu tánh lắm đó. Mai mốt có nói xấu người ta thì nhỏ tiếng gì chứ? Mai mốt có sẵn để kiếm rồi, tôi mời anh đi nhậu nha. Ok ok, khi nào còn sống trở về mới nói đi. Hả? Hey, con mẹ nó. Đó, mấy con ta này cũng được ha. Ui, ra phải đi. Ra đường. Hey, boss, go! Listen to him! Drop the guns into the water! Còn hai đứa tụi bay nữa. Đây, chuyện gì? Ông Trùng nó đang bắn lộn kìa. Bắn nhau hả? Mang hết. Chuyện gì? Coi tấm này, có lúc này đã bắn lộn với nhau. Chuyện gì? Chiếc nổ.
chúng nổ súng nha. Tôi là sĩ quan, trong đó có chúng nổ. Cảnh sát hả? Nếu không tôi bắn chết nó đi. Nào lên. Mà đừng xuống dưới tàu. Tất cả đi ra ngoài. Bao trời ơi, đi ra ngoài. Bao bao lớn. Bao lớn đi trời. Tôi còn đứng ở đây làm gì nữa? Ra ngoài mau lên. Không biết. Đi. Madam, bây giờ làm sao nữa? Bình tĩnh, đừng có làm bậy nha. Thôi đi chút đi. Đừng có làm bậy nha. Bỏ súng vào hàng đi. Làm công trình. Cảnh sát đang bao vây ở đây. Nếu không mình khó mà bắt được. Lái xe. Anh lo cho mấy anh em của anh lắm. Nhưng mà bây giờ anh không có tiền. Không biết là mấy anh em của anh có tính chân không. Nói gì? Hay là anh đồng hành đi. Chị Thắng. Đã hết đường đi rồi. Xuống. Cho nên bây giờ tôi muốn cô đi Bắc Kinh một lần, coi thử có tìm ra được manh mối gì không. Ê, hỏi gì chưa? Chuyện này là như thế nào mà nói cho tao nghe đi. Nói đi. Tên này bỏ trốn rồi. Ờ, xin hỏi là xảy ra hồi nào chị? Ê, thôi, cô nói tiếng của mình đi nha. Xin hỏi chuyện này xảy ra hồi nào? Chính đầy tháng rồi. Theo tài liệu cho biết nó có vợ có con hay không? Tôi tin rằng họ đều không biết chuyện này. Tại vì mới nhập khẩu, ngoài điều này ra tôi cũng không được rõ lắm. Xin hỏi cho chúng tôi coi tài liệu có được không? Ở nhà không được tiện lắm. Vậy hả? Cảm ơn anh. Đi là 245 đồng, còn tiếp 5 đồng nữa. Mày thật bán chết đồng cho tao hả? Đàn ông con trai, nói rồi không bao giờ nuốt lời. Tụi bay muốn làm gì? Ờ, mày đừng có nhiều chuyện, đi chỗ khác chơi đi. Đi chỗ khác chơi. Chị biết tao không? Nó đang đứng trên anh chị, anh thấy chưa? Đánh nó đi. Mà cố hòa đi về đi. Mày nói cái gì? Muốn ăn đòn hả?
ra, bước ra, mày làm gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Bước ra cái gì vậy? Ê, ra đi tụi bay, ra đi, ra đi. Cũng bố à, cháu có sao không? Cái điện thoại chính cháu đó. Anh nhớ ba hả? Bây giờ ba đang ở đâu? Bên cạnh một con cây. Mà có nghe bà nói đừng có lên tiếng nữa. Bây giờ ba đang ở một con, mình mắt con ra sao rồi? Bây giờ nếu như không ngồi dậy được, cái đồng hồ ba mua cho con bán cái thằng mập rồi, mà vẫn chưa đủ tiền cho má đi khám bác sĩ. Mình của má con sức khỏe lại, con giúp cho má biết có điện thoại gì nhà nha. Con đừng có nói với ai đó. Con giúp thôi cho ba được không? Không được. Ba, ba cứ làm chuyện gì tạm với con ba. Con đừng hỏi. Thì chừng nào ba trở về, ba trả lời cho con dễ chưa? Xảy ra chuyện thì con biết làm sao đây? Con đã giết giết số máy gọi của ba nha. Nghe nói chưa? 1177 13190. Có chuyện gì thì gọi ba thì nhắn tin nha. Nhưng chuyện chắc ba là thất bại gì đâu. Nhớ thân thân cho má con. Ba nhớ đó. Con chờ ba về để trả lời con. Này có ba yếu điểm là thời gian, địa điểm và nhân vật. Mệt lắm hả?
con đi học về. Con về tới rồi hả? Má, bữa nay má thấy sao? Hôm nay thấy đỡ nhiều. Má quen à, con bắt được nhiều kiến lắm. Xin lỗi, có phải là chị Nguyễn không? Tôi tên là Phượng, tôi từ Hồng Kông tới đây. Tôi... Con à, đi nấu cơm đi. Mời con ngồi. Cố à, tao mới thịt heo cho mày nè. Cảm ơn. Nè, Cố là ai vậy hả? Tao cũng không biết. Vậy thôi tao về, chào. Tôi nói tiếng Quảng Đông chỉ có biết nghe chứ hả? Chắc làm gì đó nói với chị rồi. Không có. Chị có gặp anh hả? Chà, đàn ông thì là duy lương tâm, kêu tôi lên đây kiếm chị nhưng lại không nói cho chị biết. Thiệt là. Chị và ba cô cũng có là hùng với nhà để bán măng. Bán cái gì? Cái gì hả? Không phải, ý của tôi muốn nói là bán băng băng vàng đó mà, là băng tam cấp đó, lời nhiều lắm. Vốn thì có 30 đồng thôi, nhưng mà người thì bán ra tới 70 đồng lận đó. Con chó này, heo này, gà khỉ nè, bán tới 100-200 đồng lận đó, lời nhiều lắm. Hôm nay phi trường người đông không? Người đông cái gì? Phi trường đó. Phi trường đông lắm, nhiều người lắm mà. Người gì cũng có hết. Má, con muốn được rồi, con chừng nướng. Cảm ơn. Kiến có thể chữa bệnh của tôi được. Má, cất lời cái bà. Gì hả? Để con đọc cho má nghe. Lý Hạ Tiểu Cố, hai người vẫn mạnh. Bà bỏ đi không nói, chắc làm gia đình lo lắm. Xin lỗi nha, bây giờ ba ở Hồng Kông cùng với bạn bè mua bán. Bây giờ chưa có được yên ổn lắm. Chuyện này để sao rồi ba mới nói. Lần này ba đi gấp vậy, chắc hàng xóm ở đây sẽ có người nói này nói kia. Nhưng nói với con bình tĩnh, chờ ba về rồi tự nhiên sẽ biết. Nay ba có gửi về 250. Không, là 200, cho 240 năm. Con nhớ phải săn sóc cho má. Cha cũng dĩ. Má, ba cho má 240 năm. Con thôi con cất nha. Chú bị lạnh lùng quá. Ba cháu cho gì đưa cho cháu nha. Con à, Nhi Phương là bạn học của má. Là em gái bạn học của má. Lâu nay giữ ở Hồng Kông. Bán hàng xong. Buổi sớm tôi chưa có ngủ được. Lần đầu tiên thấy chị, tôi đã biết chị không phải là người bán băng tam cấp. Chị là cảnh sát Hồng Kông. Anh đã phạm tội gì? Có mạnh lắm không?
không có nặng, không có nặng lắm đâu. Anh không bao giờ nói với tôi về việc làm của anh. Người ta ai cũng đều bảo làm những cái chuyện khác hết. Nhưng mà trong gia đình này, anh là một người chồng tốt, một người cha hiền hậu. Lần nào mà anh đi xa thì anh có rất nhiều tâm sự. Chuyện này cũng lỗi tại tôi. Gia đình gặp rất nhiều khó khăn, không ngờ một mình anh gánh vác. Chị có sao hay không? Đâu rồi? Mấy cái này tôi đã có. Con người mấy lần rồi. Anh không để lại vô giúp chị đâu. Chị đã biết tôi là cảnh sát, tại sao còn cho ở đây? Vì tôi coi chị là người tốt bụng, xin chị lấy về số tiền này. Chị, anh nghĩ đi rồi. Tôi cũng không có tinh thần để lỗi cho con của tôi. Tôi mong là chị con hứa, như là con cháu của chị, chị đi chơi với nó có được không? Chị giúp tôi có được không? Hả? Được, tôi hứa với chị. Đi đâu vậy? Chơi hả? Đi chợ. Cố à, tao đi chơi mà có đi với tao không? Có đi hay không? Không, tao phải giặt áo cho má tao. Vậy hả? Chị tao đi nha. Chào. 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 Chào gì? Áo của má cháu. Dì bệnh viện quá. Vậy hả? Dì ơi, cháu thấy dì mặc cái loại áo này đẹp hơn mấy cái áo kia của dì nhiều lắm. Cái thằng nhóc này, năm nay mấy tuổi rồi, bộ cháu biết đẹp là cái gì hả? Dạ cháu biết chứ. Má của cháu là đẹp lắm. Vậy còn gì? Thằng mập nói dì không có đẹp chút nào hết. Hả? Nhưng mà dì hấp dẫn lắm. Cái thằng mập nó nói đúng đó. Dì ơi. Hả? Chứ xin hỏi dì, dì có phải là bạn của ba cháu không? Tại vì má cháu ở Hồng Kông, thật ra đâu có bạn bè gì đâu. Cháu rất là thông minh, vậy mà cháu cũng biết. Nè, bà của cháu có nói gì với cháu không? Có, ông chỉ nói ra với cháu một câu. Bà cháu nói cháu là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Người đàn ông duy nhất? Cháu như vậy mà gọi là người đàn ông thì ra nó cũng đúng chứ. Cháu là người đàn ông con trai duy nhất ở trong gia đình đó mà. Chuyện của cháu, bà cháu đã nói với gì rồi. Còn coi hình của cháu nữa nè. Coi coi tấm nào. Là cái hình gia đình của cháu đó. Hình gia đình hả? Nói dối. Tại sao nói vậy chứ? Chúng ta là anh em mà, có tiền thì xài chung, đâu có sao đâu chứ. Về chừng nào đại ca chi tiền có thể trả lại cho anh. Được rồi. Quê, hamburger. Ok. Đại ca đang tính chuyện làm ăn lớn có phải không vậy? Thì không muốn nói thì đừng có nói, mất công không có làm anh em nữa. Quê, chúng ta đâu có phải là mấy thằng biểu. Hình như đang tính chuyện lớn với mấy người Trung Quốc đó. Người Trung Quốc, biết là ai không? Tôi cũng không rõ, hình như là họ Lý. Phó Quang, lúc báo danh chuyển qua đây cho tôi đã coi qua rồi. Chắc không có gì đâu. Tất cả các người mua đều có hứng thú về số hàng này. Bây giờ chỉ chờ. Bộ công sở cảnh sát biết hay sao? Cho nên hội đấu giá phải tổ chức trên thuyền này ở ngoài công hải. Người nào tới đây đều phải mang tiền mặt hết, hoặc là chi phí đã được xác nhận bởi ngân hàng ở Thụy Sĩ. Tới lúc đó tiền trên thuyền không biết làm sao mà tính đây. Không sợ người ta cướp hay sao? Sợ chứ. Cho nên tôi quyết định tự mình ra tay làm trước. Hey, nói đúng. Tôi thích làm ăn cướp hơn là làm buôn bán đó. Bao nhiêu báo cho tụi nó đâu có được bao nhiêu. Một lần cướp cho sạch rồi giết tụi nó ngoài công hải, rồi đốt luôn chiếc tàu này, làm gì có ai biết được chứ. Có phải vậy hay không? Chị hai đúng là chị hai.
Công an Trung Quốc bây giờ đang để ý anh. Bây giờ đã có kế hoạch cho người trà trộn vào làm tay trong. Anh phải coi chừng đó. Làm tay trong. Yeah, ready. Mai mốt phát tài, tôi chiến luôn phần cái này. Làm xong cái chuyện này, mỗi thằng có thể chia được mấy trăm ngàn. Ở đâu kiếm được số hàng này vậy? Cái này mày cũng biết hả? Tôi ở Trung Quốc chuyên môn đào mã của ông vua. Vừa này là người quốc tế Nam Sơn Đồng. Thân người rất dài, hình dáng rất là hiếm có. Mày văn cũng được, võ cũng được. Bên cạnh của tao thiếu một người như mày. Tôi không làm đại ca thất vọng đâu. Được rồi, từ nay chúng ta hợp sức nhau kiếm tiền. Đúng rồi đại ca. Chuyển nhiều cho báo tới đây chắc là người ở Trung Quốc, chắc chắn không phải là vừa. Nó có cái gì? Nó sắp chết mà cũng chưa biết. Hello. Còn kìa. Cũng vậy đi. Cho đến bây giờ chỉ biết gì về quốc báo thôi. Có liên quan tới một bài hội lý từ quốc hội. Chúng tôi cần những tài liệu tường tận hơn. Nhưng mà tôi rất muốn về thăm bình dưỡng của tôi, con của tôi nữa. Nhiệm vụ của anh chưa có hoàn thành. Cảm ơn trở về đó. Đây là mệnh lệnh, nghe rõ chưa? Thưa ba, đây là lá thư, không biết tôi gửi đi đâu. Từ ngày ba đi rồi, lá thư này là lá thư thứ năm. Sao vậy? Nói lâu lắm rồi không có đi chết. Mà đi gọi xe đi. Tôi đã biết từ lâu rồi. Tại sao không cho tôi biết? Tại vì con tôi nó còn nhỏ. Tôi không nỡ lòng bắt nó đương đầu với thằng Phát Bình. Làm phiền cô, tao dùng lá thư này cho bà của nó. Tôi cũng hiểu chị vì chức trách, nhưng mà tôi cũng có thể chọn lựa. Trong tay tôi nói với ảnh cố gắng cộng tác với chị. Tôi chỉ xin chị đừng làm chuyện bất lợi với ảnh, có được hay không? Con tôi nó sắp sửa mất tôi rồi, nó không thể không có cha. Chị phụ tôi xin chị. Chị gì? Chị gì? Cháu cố hả? Cháu cố. Má. 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 Má thấy sợ hả? Má. Má sợ rồi má nói con nghe. Má sắp phải đi. Má muốn con đổi tuần. Phải viết thư cho ba của con. Mỗi ngày nhất định phải tưởng nhớ với ba con một lần. Con còn nhỏ, hình dạng của con dễ bị thay đổi. Biết đâu vài năm sau ba con sẽ không nhận ra cô nữa. Nhưng mà má muốn con phải nhớ kỹ hình dạng của ba con. Con không bao giờ quên mặt của ba đâu, cũng không quên mặt của má. Mỗi ngày sẽ tưởng nhớ đến má mấy lần. Con giao thư này cho dì Phượng đi. Nhờ dì Phượng trao thư này cho bà con. Tôi xin hứa với chị. Chị Phượng, có phải chị tuổi con Thỏ hay không? Rồi tôi không còn thời gian. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành bạn thân.
Kế hoạch ngày hôm nay, tắt hết mấy cái máy đi. Biết không? Cháu cố à, Hồng Kông có lúc cũng rất là lạnh, mang thêm cái áo nữa đi. Nhớ đó, sách vở thì để đàng hoàng, không chừng còn cần dùng tới nữa. Kim và bàn chạy đến rằng không có cần mang theo, Hồng Kông có bán mà. Có trong vườn trong không? Đi cho gì xếp vào đây. Cháu để đâu vậy? Người cháu đi ra ngoài coi còn sót cái gì nữa không, để gì kiếm cho. Mày đi hả? Trả đồng hồ cho mày. Mày không thích hả? Cái đồng hồ này tao coi sao cũng không thuận mắt. Ba mày tặng cho mày, mày đeo là gì? Đây nè, tao đeo giùm mày nha. Đồng hồ này tao cất kỹ lắm, không đi chạy chút nào đâu. Tao chỉ đeo một lần thôi đó. Cảm ơn. Nó mới nhập khẩu ở đây thôi, bối cảnh của nó chúng tôi không được rõ lắm. Cứu à, mình nhớ trở về nha. À, chào nha, bye bye. Ê, làm tôi thiệt hết hồn à. Làm tôi còn tưởng đây là Hồng Kông nữa. Mà làm chuyện gì đây? Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Cô nói cái gì? Giúp ba người trốn về Hồng Kông? Tôi hiểu rồi. Thì ra ở đây mà đam có đứa con hoàng. Anh nói cái gì? Ba tôi là Củng Dĩ, má tôi là Lý Hạ, còn tôi là Củng Cố. Chuyện gì? Bơi. Vì cái xác đó tôi dẫn nhỏ xuống Hồng Kông. Ba của nó là Củng Dĩ. Là thiệt à? Cái cha nó phải giết quan còn hơn là bà sốt. Giết hết đi. Gì đó? 5 năm. Đại ca, bơi. Có chuyện gì? Tao cũng không biết là chuyện gì. Mặc kệ đi. Bơi. Uống vô đi. Bơi, cạn đi nha.
Chạy đây ca, uống. Biết được heo, đừng có giữa trò nha. Anh có hai chuyện tên đang nắm ở trong tay đó. Gì có sao không? Không sao. Lên. Chạy đi. Chạy. 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 Dì ơi, dì có sao không vậy? Không có sao. Không sao. Đi. Dì, coi dì ra tay. Dì đâu phải là một người bình thường đâu. Dì là công an Hồng Kông đúng không? Đúng. Dì là cảnh sát. Đó là dì tôi đây định bắt ba của cháu. Nhưng mà bây giờ dì đang bị khác. Tại sao? Sau khi dì gặp qua cháu và má của cháu, dì không tin ba cháu là người xấu. Dì nói bí mật cho cháu nghe nha. Cái gì? Có thể ba cháu là công an. Thiệt hả? Ba cháu là công an? Cháu muốn nói cho tất cả mọi người biết. Không được. Ba cháu không cho người ta biết, chắc chắn là có nguyên nhân. Cháu có thể giữ bí mật hay không? Tôi đương nhiên là biết giữ bí mật. Ba tôi có máy gọi, tôi đâu có nói cho dì biết đâu. Nhớ là đã hứa gì với tôi không? Chuyện gì? Anh đã hứa với tôi, chưa được sự đồng ý của tôi sẽ không có đưa tin của thằng nhỏ ra ngoài. Chuyện này liên quan tới ba người đó. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi, đâu có làm sai. Tôi cũng muốn cũng dị độ mà. Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Chẳng qua là cũng vì tương lai của chúng ta thôi. Anh muốn thằng Hoàng phát tài là chuyện của anh, nhưng mà đừng có kéo tôi vô. Alo, con đó hả? Ba, ba đâu vậy? Sao con xuống được Hồng Kông vậy? Là dì Phượng, dì dẫn con xuống đây. Rồi, gọi sao không trả lời máy vậy? Ta đi mua báo mà. Chưa có xe đâu. Đi đâu vậy? Mau lên. Quay, mày không có bằng lái, cẩn thận nha. Cùng mẹ nó. Ê, tại sao uống rượu không kêu tao vậy? Nè, uống đi, uống đi, rót cho nè, rót cho nè. Nè, đủ chưa, đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi nè, đủ rồi, uống đi. Uống tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Cho mượn. Dạ. Đại ca, xin lỗi nha, không có đi cầu. Tiếp sau đây chúng ta báo về tình của một người nhập cảnh trái phép. Dạ. Cảnh sát kêu gọi bất cứ người nào biết được đứa trẻ tên là Củng Cố hoặc là tài liệu của ba nó tên là Củng Dĩ, xin vui lòng liên lạc với cảnh sát. Số điện thoại 252-7771. Dì Phương đã bán rẻ mình. Bây giờ hãy đứng này nha. Là cảnh sát. Mày ở đây làm gì? Tưởng tiền cho chúng tôi tới cần vậy? Chị cố. Alo, con hả? Dạ cháu là con của ổng, thì ổng đừng có tới đây, có nguy hiểm lắm.
giờ chờ bà đó. Dì Phượng đoán bà là công an có thiệt không ba? Bà có nói với ai không? Dì nói là cái này là bí mật không thể cho ai biết, nếu không còn sẽ có nguy hiểm. Nhưng dì Phượng cũng nói thêm cảnh sát Hồng Kông muốn bắt bà. Bà cũng là cảnh sát. Đừng qua, cảnh sát tốt chỉ đối phó người xấu thôi, có đúng không? Ai đó? Tôi nhớ mặt của anh rồi. Người đánh cướp và người cứu tôi là anh. Cô bắn rẻ con tôi. Tôi không có, là cấp trên của tôi. Cảnh sát Hồng Kông chỉ là thằng trước. Bộ công an đại lục của anh không phải sao? Anh làm gì mờ ám? Bắt giữ con của anh cũng như anh không có giúp được ai hết. Nhiều con nói anh là người chồng tốt, còn con nói anh là người cha tốt. Nhiều con chết thì chết, còn tôi đừng có làm bất lợi cho anh. Cô cầm đi. Hy sinh rất là nhiều, có đáng hay không? Có rất nhiều chuyện, mấy bà không thể nào hiểu đâu. Madam à, có sao không? Cũng vậy cái tay đây cái cùng. Nó ở dưới, chúng ta đuổi theo. Ờ. Từ ngày từ ba của chủ anh à, vì cũng đưa thơ là người bạn đã giúp đỡ chúng em, nếu có thể cố gắng cộng tác với cô. Trước khi em chết, cô đã hứa với em nhất định không làm gì bất lợi cho anh. Chủ anh làm tôi rằng em không hiểu, nhưng em tin rằng anh nhất định có nguyên nhân. Chỉ cần anh hứa với em, mai mốt trước khi anh làm bất cứ chuyện gì, hãy nghĩ tới chuyện trước thì em sẽ được yên tâm. Chú cô, bà cô cháu kia trốn tới nước cháu, lên xe đi. Nè nè, ăn đi, ăn đi, ăn đi. À, ăn đi. À, cháu à, ăn đi, ăn đi. Đây là mì xào đó, ngon lắm. Tại sao các bạn? Các bạn chứ. Khách sáo gì? Ăn đi. Uầy, gì? Tại sao giờ này mới về? Hồi nãy mày đi đâu? Qua ăn phía đi. Qua đi. Dạ. Tự nhiên nha. Được rồi. Quỳ. Sao có thằng nhỏ đây vậy? Nó cũng là họ cũng đức. Cũng gì? Không phải là con mày sao? Họ cũng thì là con của tôi sao? Như vậy cũng lợi là em gái của tôi rồi. Trương Nghiệm mưu là em rể của tôi hả? Nếu vậy tôi đâu cần làm nữa. Đúng. Ba của mày là công an, là cũng vậy có phải không? Tại sao mày cho chú biết? Mày dám hỗn với tao hả? Chắc công an vậy mà giữ cái chi chết ra sao? Để tao dạy cho mày. Tôi tới kiếm bà. Kiếm bà hả? Vậy bây giờ bà của mày đâu? Hả? Ở trong lòng. Ồ, mày ở trong lòng hả? Mày sắp bị tao đánh chết rồi. Ông già của mày không cứu mày à? Bà của mày thì vô dụng, kêu đi chết đi.
có ngờ ông cứ đánh chết tôi đi. Tại vì ba tôi không tha cho các người đâu. Để tôi đánh chết mày. Phải chết hả? Không. Mày xuống phòng công an cái gì? Chính bà tôi nói với ông đi diệt hết cái bọn xấu đó. Bất cứ là trường hợp nào biết cầm ngay tay. Tôi và má tôi đồng ý việc làm của ổng. Hay lắm. Không ngờ thánh của mày còn xấu hơn tao. Thử chút là anh em của mình trở mặt với nhau. Mày chết là dưa. Đại ca, thằng Ngọc chết rồi. Đem cái xác của nó bỏ vô trạm rác đi. Dạ. Anh Đen, tối nay đâu chơi gì? Anh nói đi. Tối nay giao hết cho mày. Dạ. Cảm ơn chủ. Hey, chìa khóa trong xe. Dạ. Tối nay chơi cho vui vẻ nha. Hay là trở về xe lấy áo nha. Alo. Tôi tên là Phụng Đê. Alo. Tôi đi vắng, nếu có chuyện gì để lại tên họ và số điện thoại. Cảm ơn. Cô Phượng, tôi là cũng vậy đi. Bây giờ tiện cô rất là nguy hiểm, xin cô lập tức cứu nó. Địa điểm là khâu lên đi trạm rác ở phía sau lầu công nghiệp Hoàng Thị. Cảm ơn. Mở cửa cho đại ca đi, mau. Cái thằng đen nó không thiệt. Chưa gì đi dầm gái thì cổ lâm được rồi. Quê sao đây, uống say hả? Đi chơi với dưới nha. Tôi không đi đâu đại ca, không muốn ăn. Thật vô dụng. Tao thấy mẹ ở đây tao rất đau lòng. Mày có biết hay không? Tại vì tao thích nhất là mày. Chưa tới phút cuối cùng tao không có bỏ cuộc đâu. Tao cộng với mày đáng lẽ là tổ hợp hảo mừng. Không ngờ mày là công an. Tại sao không cho tao biết sớm hả? Nếu như mày đã biết tao là công an thì mày biết làm sao chứ gì? Tao buông nhủi làm công an mỗi tháng chỉ được mấy trăm bạc. Nếu như mày chịu gật đầu, tao hứa cho mày gấp mấy trăm lần. Tao biết. Nếu như không có sợ bị nát óc có phải không? Nếu mà không muốn giết mày, cần gì phải ra tay. Dừng lại đi, tao chỉ nói hết mà. Mày thấy chưa, tao nói
hỏi mày là được ngu mà. Nhất định tao kéo đồng rồi mới chịu hết ngu. Hả? Cũng vậy, nói sao gì nghĩa, bao với mày cũng làm này như nhờ. Tao không đợi bắt chết mày đâu. Bây giờ tao cho mày một con đường sống, mày tự chọn lựa đi. Mày đã lựa con đường chết. Cháu coi chú mang cái gì cho cháu đi nè, đồ cho điện tử đó. Còn nữa, áo mới cho cháu nè, có thích không? Dạ chứ. Thế nào, cháu bị thương bây giờ bớt chưa vậy? Dạ bớt. Chú à, có tin về ba cháu hay không vậy? Thì dạ, ba của mày đó hả? Tao gọi cả ngày không nghe trả lời gì hết á. Có nghe nói là được người cảnh sát cứu, cháu yên tâm đi. Hay đừng có lo, để chú gọi tiếp cho. Nè, cháu đói bụng rồi, ăn cơm đi. Thôi, cháu cố à. Chú nghe nói là bế khí công của cháu đánh không chết đó. Chừng nào cháu khỏe lại dạy chú nha. Dạ. Cùng mẹ nó, như vậy mai mốt ta không còn sợ ai nữa. Mẹ nói là sao vậy chú? Hả? À, con mẹ nó hả? Con mẹ nó ý là tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm đó. Sao đây, sao xíu ăn có ngon không? Mẹ nó ăn ngon. Hả? Mấy gỡ ướt hết trơn rồi. Nói là đàn bà không hiểu, không nói làm sao mà hiểu được chứ. Hội đấu giá của ngày mai ai cũng không được mang súng đi. Mẹ anh em kia giả làm phòng vệ, đêm sau có chất nổ lỏng lên thuyền. Nhớ là đừng có để cho mẹ Lý Nam biết được. Chất nổ mang số 1.6 gài ở đâu, chừng đó tao báo với tụi bay. Mình giả làm người mua để mà đi vô. Ăn mặc chỉnh tề một chút có biết chưa? Còn một tiếng đồng hồ để tụi bay sửa soạn. 4 giờ hãy trở về đây tập hợp.
Bên phó quan có điều tra chưa? Không có lệnh của thầy Tòng khó làm việc lắm. Tôi biết. Chúng tôi cũng có đi điều tra, nhưng mà không tìm được thằng nhỏ. Tiếp tục đi tìm, tôi giữ liên lạc. Cô Phương, con tôi đâu? Trong sở cảnh sát. Trong sở cảnh sát hả? Đi về sẽ an toàn hơn. Anh yên tâm đi, không có chỗ nào mà an toàn hơn sở cảnh sát đâu. Tôi đã sắp xếp đàng hoàng rồi, chúng tôi đi. Tôi sao mở cửa nha. Ai đó? Đừng giận nữa nha. Sao vậy? Mở cửa đi. Anh lên đây làm gì? Anh lên đây uống cà phê. Uống cà phê? Chú. Uê, cháu cố, hôm nay bớt không? Dạ bớt, chú ơi, ba chết đâu? Hey, ba của mày gọi hoài không thấy trả lời. Chú ơi, hôm nay chú đẹp trai quá. Hả? Hey, trong đời của chú hôm nay là đẹp trai nhất đó. Ây da, thì nó bậy quá đi, nó bậy quá đi. Hey, mai mốt chú đẹp trai lúc nào cũng được. Hôm nay chú phải đi làm một chuyện quan trọng. Bây giờ đưa cháu đi một chỗ an toàn. Cho hai lấy đồ đi, đi chung với chú. Cùng mẹ nó. Nè, cháu à, có người tới. Có người hả? Bây giờ cháu hãy lại xuống nước. Nếu chú có lệnh chú, đừng đòi lên nha, mau lên. Nè nè, cẩn thận nha. Đại ca. Giết dê này là của con mày đó. Mày chơi tao hả? Mày chưa làm người mà thích làm chó. Chết đi. Đại ca, đại ca. Con mẹ mày, tao thả thằng nhỏ đó. Mày làm gì đâu? Tao làm chó lâu rồi, bây giờ muốn làm lại người. Mày bắn chết tao đi. Biết sao mới làm người đi. Cháu gì? Có khi nào cháu buồn chú không dẫn ba cháu về không? Dạ chứ không đâu. Cái tấm thẻ này hãy đưa cho ba cháu và nói là chú tặng cho nó. Chú nó phải đi lên chiếc thuyền nha. Ba của cháu đã hy sinh rất nhiều, chẳng qua là cái vụ án này. Cháu hãy dùng điện thoại này gọi cho ba cháu đi. Dạ cháu biết. Chú ơi, cái cây bùa hộ thân này đi sẽ được bình yên đó. Leo lên đi chú. Chú ơi. Chú. Chú. Chú ơi. Chú. Hello, xin hỏi là ai cứ đâm dữ vậy? Nhắn lại số điện thoại hoặc là nhắn tin gì không? Cháu là con ổng, cháu muốn nhắn tin kêu ổng gọi điện thoại cho chú đen. Cứ gắng liên lạc với cháu. Anh đã uống hết chưa? Sao uống hết rồi? Máy gọi trong phòng anh đang reo đó, để anh vô lấy giùm. Anh có chuyện muốn nói với tôi phải không? Anh nói đi. Bây giờ anh mới biết thì ra em là người đàn bà mà anh cần nhất. Giờ chỉ cho em gật đầu thôi. Hãy
không? Tại sao? Tại vì bây giờ tôi mới biết anh không phải là người yêu lý tưởng của tôi. Ủa, tôi cũng đâu có thích hợp với anh, tôi vừa ốm vừa nóng tính nữa. Đi đến mức điên rồi. Alo. Ba, trước khi anh nói phút lo đi lên thuyền làm chuyện xấu rồi. Ông để lại cho ba một tính cạp điện tử để trong điện thoại tên Bến Bạch Thạch đó. Ngắn thầm nha. Xong chi vậy? Chưa được. Tại sao lại chưa được? Thuyền sắp tới rồi kìa. Đừng nào mới nói được gì chứ. Sắp được rồi đại ca. Muốn nói gì phải chờ chứ. Những này chút gì cũng tại con Lý Nam đó thôi. Nếu nó sớm thì chúng ta đừng gì. Thì đâu có chuyện này. Cái gì? À, có phải nói gì không? Cho tụi mình dùng cái đường dây, hoặc là tụi mình định dùng chất nổ để mình nổ chết tụi bay. Có phải vậy không? Đâu phải đại ca. Thằng ngu. Đại ca hả? Đại ca. Thấy rồi. Tụi bay nghe kỹ. Tại các chỗ đã chỉ định 6 trái chất nổ trên bông tàu 2 trái, kho tàu 4 trái, không chùm cái nào. Vậy đó. Nè, mày ở đây canh chừng nha. Khi nào nhận được tín hiệu, lập tức qua tiếp tay tụi tao. Dạ, đại ca. Như đề. Chà, lòng lẹ quá. Xin mời ông thưởng thức. Nói ông đừng có lờ, không ai thấy ông đâu. Nói ông đừng có chỉa tôi, vì tôi quan tâm đến ông thôi mà. Cái thứ tư ở dưới chân phải. À, kính thưa quý vị, buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ bắt đầu vào 5 phút sau. Mỗi một lần kêu giá lấy đơn vị là 50.000 đô. Món thứ nhất mang số 1
là đồ cổ thuộc đời tiền Hán. Xin mời quý vị hãy coi. Giá căn bản là 230 ngàn. 500 ngàn. 500 ngàn. 550 ngàn. 550 ngàn. 600 ngàn. 600 ngàn. Ây trời, 650 ngàn. 650 ngàn. Ba ơi, điện thoại của con hết pin rồi. Chắc nữa cuối cùng ở góc này đi nhà ba. 1 triệu. 1 triệu. 3 triệu. Có ai cao hơn không? 3 triệu là thứ nhất, 3 triệu là thứ hai. Còn ai cao giá nữa không? 3 triệu là thứ ba. 100 triệu. Tất cả những món đồ đây tôi đều mua hết. Anh đã có tư cách. Tại vì tôi đã gài hết chất nổ này đi. Ờ, đây, quay, gì đây, gì đây, cho tụi nó biết bà là người hùng của tôi. Anh muốn nói cái gì? Bà hãy coi trong túi áo của bà là cái gì. Cái gì? Hả? Hả? Tôi cho mày biết nơi ai nè. Ê, thấy tôi biểu diễn chưa? Nếu không muốn mày nói phải công tác với tôi. Tiền đâu? Lấy hết ra đi. Cũng là may à. Chứ hôm trước mày không chết, sao không về làm công an đi? Nếu bắt được mày thì tốt. Ngoài cái tin mình của Lý Nam ra, chắc nó bị ta tháo hết rồi. Thiệt là nhát quá đi. Tưởng ta là thằng khờ à? Muốn ta chết theo hả? À? Không tin hả? Coi đây nè. Hả? Hai, ba. Mẹ mày, mày muốn thắng tao hả? Cướp hết tiền của nó. Đừng cho thằng này chạy thoát hả? Đánh hay thiệt. Làm như vậy tao chia được nhiều hơn. Tất cả hãy chạy đi. Anh tụi nó lại. Dạ. Lương của mày mấy trăm đồng thôi, cần gì phải làm như vậy? Mày muốn chọi với tao hả? Yeah.
Đại ca! Con à, con không nên đến đây. Sợ cái gì? Con đã chết một lần rồi. Con ta không muốn sợ chết. Không. Hai cha con tụi bay thiệt là không sợ chết hả? Anh em với nhau phải chơi như vậy chứ. Tao là được chia thêm nữa rồi. Ba ơi. Tụi bay chết chắc rồi. Bố, bố chạy chết qua đây. Bỏ xuống xuống đi. Mau lên. Đứng yên. Bắn đi, bắn ta đi, bắn đi. Bên này nè, bên này nè. Sao không bắn đi? Bắn đi. Bắn đi. Bà, bà ơi. Bà ơi. Con à. Con à. Con à. Nó hết sợ rồi, làm sao bây giờ? Đưa về nhà thương mau lên. Để lên máy bay đã. Mau lên. Mặc kệ tôi chạy đi. Mày cũng chạy hả? Mặc
Mặc kệ nó, chạy đi ba. Yeah.